Hello, mình là Dung Đoàn. Mình học về mỹ thuật. Đam mê lớn nhất của mình là mỹ thuật và wedding planner. Mình tin rằng việc khám phá những vùng đất mới với văn hóa, phong cách sống sẽ làm giàu thêm cho kiến thức và sự sáng tạo cho công việc wedding planner của mình. Nếu bạn là một người đam mê về travel, lifestyle hay đang chuẩn bị cho đám cưới, hãy follow kênh của mình nhé. Đây là tụi mình đang đi bộ đến một museum rất là nổi tiếng tại Washington DC. Museum đó tên gì hả Khoa? Khoa forget rồi, không cảm Khoa quên rồi. Đợi Khoa một chút. Khoa đang chết lại. Đâu ta? Wow, lạnh quá, thời tiết lạnh quá. Mix North Zone. Cái đó là gọi gì ta? Mix North Zone National Museum. Đây là lần đầu tiên mình tới museum này, còn Khoa thì lần thứ hai hả? Đây là lần thứ hai. Khoa thì lần thứ hai. Đây là lần thứ hai mình đi tới đây. Lạnh quá, a little bit cozy. Hôm nay là chủ nhật, rất là khó khi mà tìm chỗ đậu xe trên DC. Nãy giờ tụi mình đi phải vòng vòng hơn 15 phút chưa kiếm ra thôi, chắc phải mình nãy giờ đi phải 15 phút mới tìm được chỗ đậu xe đó, vì hôm nay là chủ nhật nên người ta free parking. Lọc giờ gió có cái đoạn đường này rất là đẹp này mọi người, bước đi thần thái vào nha, giống như Adele vậy đó. Wow, actually đẹp lắm luôn á. Ôi, nhìn lãng mạn ha. Tới lại gần, đi xè hai tay ra đi lãng mạn đi. Đúng rồi, chắc qua bên kia. Qua bên kia là tới cái museum. Mình đã tới nơi rồi, đây. Tụi mình sẽ khám phá National Museum Natural History. Natural history. Oh, you can just call it National Museum of Natural History. Ở trong này bắt buộc phải đi mask, nhưng mà ở trong này thì free và các bạn vô trong này thì không cần phải mất tiền mua vé nha. Đây, đây là thời kỳ khủng long. Trong những tập trước đó, thì ở Sasslis Utah mình đã giới thiệu về thời kỳ phát triển của con khủng long và nguồn gốc của con người, thì ở museum này mình thấy là cũng ở museum mình cũng có rất là nhiều về các giai đoạn phát triển của khủng long. Bây giờ mình sẽ đi xem qua một loạt, có thử có gì khác cái museum ở Sasslis Utah cách tập trước nha. Hay là khủng long gì vậy ta? Nó là những loại gì ta, khủng long cái chi nhỏ có thể bơi được, nó cũng có vài có chi đấy, có gì ta có hai cái màng để mà bay á. Ừ, cái con này nhỏ xíu vậy, con khủng long này nè. Nó cho mày bắt để khẩu trang ngợp quá. Ngợp thở. Wow, con này con rùa hả? Con này giống con rùa vậy ta? Cách đây khoảng 20 triệu năm về trước. Đây là những cái mô hình về sức chỉ của những con vật. Đây là cái con voi mammoth. Con này con gì lạ quá vậy ta? Rùa nè.
đó là giống như con dương vậy. Cái đó là chai India, đó là từ 8.000 năm trước. 8.000 năm trước. Cái sừng của nó là rất là bự, nói chung là kiểu sao ta. Đó, cái này là con đực, chỉ có con đực mới có sừng bự như vậy thôi. Nhiều người săn nó chỉ là vì cặp sừng nó thôi đó. Wow. Xong lúc đó là trái đất nó vẫn còn với nhau, nó chưa tách ra. Tất cả các mảnh đất trên vẫn còn sát lại với nhau như một cái cột vậy á. Sau cái đợt mà kỷ nguyên băng hà là bắt đầu nó mới tách ra, là nới rộng ra, bắt đầu ocean nó mới nở ra, là bắt đầu mới xuất hiện những kiểu như châu Âu, châu Á, Nam Phi, Nam Mỹ tách ra. Là bắt đó con người nó mới bắt đầu mới phát triển. Vì thật ra hồi xưa con người chỉ tập trung vào một khu vực thôi. Chị hiểu không? Cứ tập trung vào một khu vực thôi. Sau khi mà trái đất tách ra, con người nó vẫn di cư qua, sống sót qua cái thời nguyên kỷ băng hà, nó bắt đầu mới di cư đi tới chỗ khác. Chung là con người nè, xuất phát từ đây này 3.000 năm trước tập trung ở khu này nè. Sau qua được cái đó thì con người nó bắt đầu trái đất tách ra, xuất hiện gì đó, một lần người ta mới sống sót qua nguyên kỷ băng hà, thì người ta bắt đầu mới di chuyển. Thì nó mới mua tới cái phần phía bắc nước Mỹ, xong rồi từ lúc đó thì ta mới phát triển ra. Nó ở châu Phi, nó sẽ qua châu Á này, phát triển qua châu Á rồi xong nó sẽ mu đi dần dần qua bên phía Bắc Mỹ rồi xong dần dần đây. Video nói về sự biến đổi của khí hậu đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của con người và các loài vật khác. Nước trước xong đến gió. Cái này là cảm giác như sau bao nhiêu năm không học lịch sử vào cái museum là phải ôn lại tất cả các bài cũ. Các bạn nào muốn học lịch sử giỏi nên đi museum nhiều nha. Cái khu này là khu phát triển của khủng long. Sau khi khủng long bị thiên thạch rơi chết hết rồi á, tới thời kỳ của những loại như voi ma mút rồi những loại động vật nhỏ, từ từ nó phát triển ra nữa rồi mới tới con người. Đây là ở dưới đại dương nè. Ở đây cái này là gọi là san hô nè, là cái này san hô chết. Chứ bình thường nó mà ở dưới đại dương á thì nó sẽ cái cá thể của nó không có cứng cái gì mà nó sẽ mềm. Nó là một san hô, là nó là cá thể sống á. Nghe nó đó. Đây là các loại nè, loại sinh vật sống ở dưới biển hả? Nhiều. Đây là cái mô hình yêu chân nhiều như con rết vậy thôi, không phải cái con rết đấy. Ồ, con rết đại cũng cổ đại. Con đây là gì? Ếch này, con ếch nha. Con sạch từ những con trùng. Trời ơi, các bạn ơi, cái con này mình sợ nhất luôn. Con thằng lằn không thấy. Gặp lâu thôi chứ giờ biết đi đâu vậy? Cũng là những cái sinh vật ở biển. Quả thạch đó. Cái thạch cũng như cái vỏ của những con ốc. Cách đây 3 triệu năm trước. Cái đó gọi là những con oyster gai. Còn gai là vì có những cái gai nó trộm ra, người ta gọi là pony oyster. Sò gai đó. Biết đến đặc sản. Nếu Việt Nam đặc sản gọi là sò gai. Cùng trong những đặc sản có những bạn nhậu. Cái này là xương hóa thạch mấy người ta tìm được. Nhưng mà chị nghĩ là cái này là chắc là không phải là một con đâu, mà rất là nhiều con ở trong này. Rất nhiều con mà đây không có phân loại ra được con này. Này giống như kiểu côn trùng, à mấy cái tảo biển á. Đúng rồi. Phim á, hay là mình lặn á, mình sẽ thấy những cái tảo biển này. Mới đầu hồi nhỏ thôi á, mình tưởng cái này là kiểu là những cây thực vật thôi, nhưng mà thật ra không phải. Mình sẽ khám phá khu vực phát triển của loài người như thế nào nha. Mình đi kính hơi bị chó một chút. Đây, mình sẽ đi từ khu vực châu Phi. Đây các bạn, đây là màu xanh. Túi đi nhiều chỗ khác như châu Á, châu Mỹ, châu Âu,
Nhưng mà xuất phát nguồn thì từ là ở châu Phi. Đúng vậy, đặc biệt là nước Mỹ. Người ta bảo nước Mỹ quá khứ và hiện tại là có một mối liên kết rất mạnh mẽ với châu Phi. Và một trong những phân pháp nữa là châu Phi có tới tận tới rất nhiều quốc gia trong châu Phi. Và mỗi quốc gia là nói được có rất nhiều thứ tiếng. Hay hơn châu Phi thì mình có thời gian mình đi khám phá châu Phi rất là nhiều thứ. Một trong những đặc điểm mà nổi tiếng thứ nhất là Ai Cập này, Niger này, Chad này, Nigeria này. Ai Cập là tuyệt vời luôn á. Ethiopia này, Angola này, Namibia and Zambia này. Ok, đầu tiên đây là một trong những xương của con khủng long Angolatian, là một trong những con khủng long đầu tiên được phát hiện ở Angola thuộc châu Phi. Đó là một trong những phát hiện vĩ đại nhất. Nó còn được tự biết tên trong những người Việt Nam hay gọi là khủng long cổ dài. Đúng rồi, khủng long cổ dài, và con khủng long này rất là hiền nha. Đó. Con khủng long này hiền nha, phải khủng long bảo chúa. Đây, mình đang đi vô trong thế giới của loài người. Ok. Cái này là văn hóa, cái này là văn hóa của châu Phi. Đây là những gì ta thực dụng. Trừ những cái thiết bị tiếp tới tân này ra thì không phải, còn lại là những thứ liên quan về văn hóa của người châu Phi. Nói chung là nền văn hóa châu Phi rất là quan trọng trong nền, cho tất cả các nền văn hóa của tất cả các châu lục phát triển trên trái đất luôn á. Wow, cái gì đấy? Nó như giống là ớt hơn tỏi nè. Chiến bát nhựa nhiều nhờ. Nè. Nó là... trong một cái không gian bếp của người châu Phi. Wow, hồi xưa những cô gái thì mình ghen tương của mình đang mặc cái này, cái váy á, cái này là cái mũ, cái này là cái mũ người ta đội vậy luôn đó. Xong rồi nhảy, đây điều nhảy cổ truyền, xong rồi từ chị ta từ nhà vua cho tới trưởng mặt tới trưởng. Như mà khi ông này quen gì ta, mấy bạn thường xuyên nhìn thấy hay hơn. Cái bản đồ này nè, các bạn có thể thấy không đó, đây là châu Phi, là nguồn gốc của con người sẽ được tìm thấy và phát triển ở tại châu Phi, sau đó lan đi khắp các châu lục khác, phía Mỹ, châu Âu và châu Á. Hay đấy chứ không? Cái này hay. Đây là 3.500 năm trước công nguyên về trước này, là thêm time đó, Ai Cập này, là văn hóa cổ đại của Ai Cập này và gì ta? Nó phát triển văn hóa cổ đại của Ai Cập. Ở trong Nubia. Hai vị vua và thế kỷ 1500 đến 1100 trước công nguyên. Cái này là chưa xa biết nè. Đây là triều đại 26 trước công nguyên, từ 1500 tới 1001 trước công nguyên. Phía bên trái là Jason vị Pharaoh. Bây giờ mình sẽ đi khám phá sự phát triển của đại dương. Nó là có một nguồn gốc từ khủng long từ T-Rex đó. 65.000 năm về trước. Nó được bắt vào năm 1938. Sau các nhà khoa học đã chứng minh rằng cái giống cá này Silica này bị nó đã cùng tồn tại với khủng long từ 65 triệu năm ở trước, và nó tới tận năm 1938 là nó được bị bắt. Và lúc đó thì ta mới khám nghiệm ra được là nó có cùng sống từ xuất hiện cùng một thời với khủng long. Cùng thời với khủng long. Cùng thời với khủng long luôn. Không phải là giống như cá kiến mà ta. Không phải, cái này mặt hai hài sao ta? Đây là lover. Cái này là model thôi, không phải là cá thiệt. Quay này có con gấu. Cái này giống như gấu Bắc Cực vậy. Cái này là polar ocean. Gấu Bắc Cực rồi. Đây nè. Hải cẩu nè. Ở trên này lớp băng, lớp đây là lớp băng, nhưng mà ở dưới thì mọi hoạt động của những sinh vật biển thì vẫn tồn tại nè. Đây là ta cá voi xám này, sứa này, những cái động vật sinh vật nhỏ này. Cái này là giống như con hải cẩu này nè. Hải cẩu. Đây cũng là những con siêu với voi, với con này khác được nhau nha. Con này giống con chó biển quá nha. Có con này con chó biển á. Okay,
Ủa, con là, em biết con gì không? Tôm đó. Con tép đó. Tép đó, tôm tép. Con này gọi là con tép nè. Con này ăn hơi bị dính mì. Chim bánh cục. Ở bên Mỹ gọi là blue crab. Catch some crabs. Nhưng mà ở mình gọi là con ghẹ, không biết ở chỗ em gọi là gì. Đúng là ghẹ luôn. Ghẹ đúng không? Ngoài thường con cua ở bên này là người ta cái này gọi chung như là cua biển. Mùa cốc đại dương cho các bạn trẻ. Bạn trẻ mê mấy cái này lắm rồi. À, mình xin phép được lại gần nó quay cảnh này. Nhưng mà nó là động vật rất là nguy hiểm. Cái đó là xác hóa thạch của những con khủng long cổ đại dưới đáy đáy đại dương kìa. Cho tới tiến hóa, cho tới thành những con cá voi hiện tại, cho tới bây giờ. Ngoài đời nó to thật sự luôn á. Xong rồi lên trên bờ. Đúng không ta? Đúng rồi, những con vật leo núi nè, tiên cây nè, sống ở vùng cao nè, cho tới vùng thấp nè. Gorilla. Con này là gorilla. Con này hồi nãy là mình thấy rồi nè. Ừ, đó là một trong những con deer đó. Rất hiếm để thấy những con này. Người ta rất, ở người Mỹ người ta rất thích săn bắn những con này. Nó là một sự biểu tượng đó. Tái hiện lên một cái khu rừng. Mình đi vô trong này có ông con, và những cái mô hình những con thú. Trước mắt à, cái này là con này nó săn mồi nè. Có một con lên cổ đây nè. Thì sau khi mà thông báo này nè, sau khi mà con báo này săn được con mồi xong, nó thường thường sẽ tha con mồi thức ăn của nó lên trên cây. Vì nó sợ nó khi nó để dưới này là mấy con này lên cổ nó sẽ tới tấn công và cướp. Nếu như bỏ một trái dưa hấu vào đó sẽ đớp một phát một luôn. Biết. Một trái dưa hấu đớp một phát một luôn. Thành răng của nó rất là mạnh. Hình như nó relay đấy, quay dưỡng heo. Mỗi lần mà heo có cổ mà uống nước thì sẽ có cái tư thế như vậy. Rất là sang trọng. Heo. Phía Nam nước Mỹ. Còn là con báo đen rồi không? Đây là báo đen. Con khỉ cái gì lạ quá không? Đây là cảnh con báo đen nó chuẩn bị săn rồi con kia. Nó có thể thấy được trong điều kiện thiếu ánh sáng này, long whisker này, nó có thể cảm nhận được vật thể trong bóng tối không nè. Và cái mũi rất là tính. Mấy bạc sĩ vậy chứ. Cũng long luôn kìa. Ừ. Ở đây chút không? Con người tiến hóa ở đây hiếm. Vì nó chỉ thấy những con khủng long ở trên á, thì phải tới xuống nó chết vậy. Những con động vật nhỏ này nó chui xuống này. Từ từ tiến hóa lên đi. Sau cái tiếng thật là lớn, nó đầu chui lên đất. Chứ bình thường nó ở dưới đất rồi, nó không có lên được. Phải là nó chui. Nó trốn, nó lẩn trốn suốt trong mấy triệu năm. Mấy triệu năm sau khủng long xuất hiện. Ở câu cái này là khủng long xuất hiện trước. Mấy con này chỉ chui lên ở dưới đất thôi, nằm ra nó là an toàn.
Cái này gọi là sốt trời. Thì những khủng long nhỏ chúng tôi không có gì trái đất mà lâu. Đúng rồi, có người trên trái đất mà chỉ có những con chó này kia nó còn đây còn đó, chỉ có những con chó nhỏ nhỏ này nó trốn ở dưới này. Mây hồn nó dưới thì nó chui lên này. Xong từ đó nó mới chui lên đúng không? Xong cái độ vụ này nè. Nhưng mà nó trốn ở dưới nhưng mà phải rất là lâu sau đó nó mới chui lên được. Xong từ đó chui lên bây giờ thế giới nó đi lên nó bự lên. Ủa sao nó phát triển nó bự lên được vậy thôi ta? Thì do vì có môi trường này giống như phát triển 65 triệu năm lắm mà chị. Ừ. Một khoảng thời gian rất là dài. Xong rồi nó tiến hóa thành những loại khác. Xong rồi nó tập hơi. Xong rồi nó tiến hóa thành những con tập hơi. Thanh nghị, cá mồi. So sánh một đứa trẻ và một con khỉ. Y chang hả? Mình có flexible trước cổ tay nè, rồi khỉ tay nè. Thêm một phần vai và sau đợt, thêm phần ngực và cái phần xương ở sau nữa. 300 triệu năm trước này, là ở đây nè. Morocco của nó là châu Phi đó. Cô này châu Phi này. Đúng. Tập trung ở châu Phi này, châu Á này. Xong rồi mời xuống, xong rồi mới xếp xuống khu này nè. South Africa này. Ồ, cái này còn cần hơn nữa, Nike ở Malaysia này. Hợp xã hồi xưa nó bự đó. Biến thái dần dần nó mới tròn. Từ cái khúc đầu nó nẻ phía sau á. Khác nhau như cái hợp xã này là người tối cổ. Người tối cổ trong khi xong rồi tới như thế này. Ăn uống thì mà đúng tập biển sang bắc và bắt đầu mới di chuyển tiến tới Australia, xong rồi mới tiến tới bây giờ hiện tại chúng ta có 7 tỷ xe quay đó. Đây là những phần sọ trong quá trình tiến hóa của loài người. Nhiều hơn cái hộp mà chị sử dụng ta cái hộp những cái hộp sọ này. Bình thường nếu mà mấy cái người kia là nó có cái phần hàm bự hơn. Đây là nên cái phần não phía sau á, cái xương não phía sau nó dài ra nè. Không, nó nhỏ hơn. Hiểu không? Thì thấy cái phần xương não so sánh hai cái não của người hiện đại bây giờ nè. Cái phần này nè. Phần bây giờ này. Còn này thì nó cao hơn, nó gọn hơn. Cái phần chân mày á, chị lý cái phần chân mày rất là bự. Đúng rất rồi, là bự. Cái phần lâu, cái phần trán trước á rất là nhỏ. Phần con người bây giờ trán trước rất là bự. Mà cái phần chân mày rất là nhỏ và cái phần middle face đến nó kiểu như đẩy lùi chứ không có bị trồi ra giống như người cổ xưa vậy đó. Chưa có áo quần gì luôn. Ở trên cũng nhộn rồi. Đúng rồi. Nước rồi ăn. Đây là sự thay đổi của cơ thể và kích thước của con người trong quá trình tiến hóa. Rồi 6 triệu năm trước thì cơ thể nó sẽ nhỏ hơn. Càng tới gần thì nó là bự hơn và cấu trúc phát triển xương nó bự hơn như vậy. Vì hồi xưa con người bây giờ là ăn bằng thịt sống. Không có nướng kìa.
có nướng ở thịt sống, bây giờ có biết cách phát triển để nấu nướng, cảnh người ta săn bắt sinh tồn bằng những vũ khí nhỏ, rồi họ biết cách sử dụng đá, dùng đá để tạo ra lửa. Đây là cách mà những người này săn bắt. Cảnh một người phụ nữ vác xác con hung về để ăn đó. Phụ nữ hồi xưa cũng săn mắt thái tử như đàn ông hả? 3 triệu năm trước thì bây giờ người ta đã biết nấu nướng, dùng thu để săn mắt động vật và nấu ăn rồi. Rồi bắt đầu biết cách di chuyển, rồi nhỏ phát triển, rồi tạo được community, rồi biết biểu tượng. Sau rồi bây giờ có gia đình và lập thống trị cái đất không này, xây nhiều thành phố hơn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá đây này, trên lầu 2. Lầu 2 thì mình sẽ khám phá những gì ha? Hồi xưa thì khán giả giống như vậy đó. Thành lên tên tuổi. Đây là những cái văn hóa của loài người vậy ha? Văn hóa của các dân tộc, kìa, thổ dân. Cái con chim mình vui vậy? Nhìn mặt hài hài sao? Cánh cam, mấy con vọc. Đẹp hơn. Thật là quan trọng rồi, mang tính cam. Bây giờ mình đang đi khuôn đây mình đúng không? Chưa biết. Ai Cập cổ đại, đây là xác ướp nè. Xác ướp Ai Cập cổ đại hồi xưa lắm. Người ta ướp xác còn trong, chỉ biết cái bình nó chứa cái gì không? Vàng. Nội tạng. À, ủa môi, mau nội tạng. Môi tất cả các nội tạng bỏ trong cái bình đó. Xác chỉ có xương với thịt thôi. Đây các bạn, đây là ướp xác, cái tục ướp xác của những người hồi xưa Ai Cập. Kiểu như thổ cẩm đó. Đây là công việc thế giới phát triển luôn hả? Là quá trình long lên để tồn tại. Đây là bướm, khu vực có bướm này. Khu rừng của bướm. Đây mình đó hả? Khu bướm mình đi. Rất là nhiều loại bướm trên thế giới. Nhưng mà hôm nay lại không được vào closed door do vì dịch Covid. Ở đây chỉ có thể nhìn xuống con voi ở trên đầu. Đẹp không? Chụp chân dung này đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Không này đẹp. Đẹp luôn. Để chụp lên. Từ đây các bạn có thể thấy toàn bộ kiến trúc của tòa nhà museum này rất là đẹp. Hầu hết kiến trúc ở DC là classic. Từ đây các bạn có thể thấy toàn bộ kiến trúc của tòa nhà museum này rất là đẹp. Hầu hết kiến trúc ở DC là classic. Cái tòa nhà là 300 năm rồi các bạn. Cái nơi mà chào quý vị, tôi có mấy cục kim cương to như thế này nè, là của hãng này đúng không? Dạ. Yeah. 45.52 carat. Wow! Ở India. Nó là một trong những viên kim cương nổi tiếng nhất.
không biết giá trị thực tại cho nó là bao nhiêu. Nó có tên nữa mà điểm mua cái này thì lấy gì xung quanh cái tim đó. Thì ra Kim Ngân xuất phát từ Ấn Độ. Sau rồi nó di chuyển, nó travel tới Pháp. À, đến Pháp trước rồi đến Anh, rồi sau rồi đến Mỹ. Cái này là Harry Winston, người một trong những tập đoàn Diamond nổi tiếng nhất thế giới. Nướng cái quặng á, cái quặng để làm ra kim cương á, cái đó là một viên đá cát Santon. À, cái này là cái National Gem Collection. $10,363 đó. Nó là một trong những cái loại berry crystal được tìm thấy vào những năm 1980. Cái mình tính cái viên gemstone rất là bự. 92,500 carat ở Brazil. Cái này nó hỏi là màu là red or blue green. Chị thấy màu gì? Cái này ánh sáng họ chiếu vô. Màu đỏ. Hay mới thấy nó màu đỏ, giờ nó thành màu xanh kìa. Ánh sáng họ chiếu vô đó. Thay đổi theo ánh sáng nó xa đây nè, ánh sáng màu đỏ này. Cái này là Whitney Alexandrich and Chris Soberry. Same thing, different line. Đó, đây nè, đây mình tự nhiên chưa mài dũa nè. Ờ, xong rồi cái bên cạnh là cái đó. Để mài dũa. Cái này là request bởi Mr. Livermore Thompson từ năm 1991 này. Cái này đẹp ghê. Cái này là gì ta? Pirate shape. One minor major shape. Nếu mà chị có cơ hội ra đàn cũng có những cái loại không nghe chứ tính cưới những khoáng sản như thế này đó. Chị thấy những cái này có hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Trời ơi, chị mê mẩn luôn á. Lúc nào cũng đông, đông hơn, đông người hơn, khỏi hơn những khu khác. Tính ra em chọn địa điểm đúng như ý chị nữa. Cái thật nguyên chất gì? Hệ thực vật sinh sống đúng không, nhưng mà ở trên những cái hòn núi hoặc những cái đá cũng có những cái hệ thực vật sinh sống. Ờ, ở dưới đại dương như rong rêu rồi các kiểu san hô, khoáng sản thì cái này cũng giống như tương tự như vậy luôn, nhưng mà nó là một cái biến thể khác. Ừ. Cái này là dùng để làm vuông miệng đó chị. Nặng vậy luôn hả? Ừ, sao nó làm vuông miệng đó? Tại sao vàng rất giá trị? Vàng rất là đẹp. Văn hóa cổ đại thường thường nó nói là nó được tươi sáng như ánh sáng của mặt trời. Và giá trị của nó vẫn như những loại so sánh với loại giá trị cao. Cái sản phẩm đó đá nè. Cái đó vàng nữa, người ta đào vàng lấy đồ đó. Xuyên núi. Xuyên núi. Dạ. Ra ở đây là tự nhiên. Không, gạch. Gạch đó chị. Ừ. Hàng gì nó trường tồn á. Ừ. Đây là đá sau khi được gia công là sandstone này. Cái này là để lát đường nè. Lát đường này, crushed stone. Lát đường này. Crushed stone là xài bằng cái đó kìa. Đá xây mặt đường, cái này là sandstone. Cái này là sandstone sau khi mà nó xây rồi là dùng để xây cái thủ đô, cái capital là người ta sẽ dùng loại đá này nè. Cái thay thủ đô của đất nước. Cái này là đá này. Granite là cái loại đá mà sớm này nè, là dùng để xây cái building này. Cái museum này. Marble là dùng để xây cái National Gallery of Art. Cái tòa nhà bên cạnh. Cái tòa nhà bên cạnh, nếu mà mình chỉ thấy là có cái vòm bên kia đó, cái tòa nhà bên cạnh được xây được loại đá này. Còn một cái cuối cùng là limestone. Limestone là đá này nè. Là đá này nè. Là được dùng để xây cái gì ta? Cái National Museum of American Indian.
cái cướp đất đó. Mấy lúc mà ai ta Columbus phát hiện ra châu Mỹ á, mà cái lúc đó là người ta dẫn nhân dân vào qua để mà cướp đất á, cướp land á từ kia. Cái đó là lịch sử rồi, tất cả đó là lịch sử rồi. Cũng nhờ vậy mà có được tìm phát hiện ra một nước Mỹ vĩ đại như vậy. Tại vì nước Mỹ là nước du nhập rất là nhiều nền văn hóa trên toàn thế giới. Kiểu giống như ở Sài Gòn, ở Việt Nam á, du nhập rất là nhiều các tỉnh khác đổ về. Những cái gì mà tinh túy nhất thì sẽ đổ về đây. Có rất là nhiều kiến thức để học tập ở đây, nên các bạn trẻ và các bạn nhỏ nên đi để cập nhật và biết thêm về lịch sử và nguồn gốc của nhiều nền văn hóa và nhiều hiện tượng trên thế giới, trên trái đất của mình. Tự nhiên, cái này là nó tính ra làm thêm. Bây giờ mình check out ra ngoài, mình có thể bỏ mask được rồi. Trời ơi, ngập thở quá. Sau khi mình mất mấy tiếng đi trong museum này, tầm gần khoảng 2 tiếng gần 2 tiếng là tụi mình đã khám phá sơ bộ cái museum này. Thì mình nghĩ là chắc mất khoảng thời gian hơn một ngày nếu mà đã đi đầy đủ hết tất cả những cái mục gọi là tiếng Việt, gọi là cái gì ta, tự nhiên quên. Vì không nói chung là đi hết những cái phòng về gì ta, nói chung tiếng Anh là đi hết những cái section trong trong cái museum đó, để đi hết được khoảng mất khoảng là hơn một ngày nếu mà các bạn vừa đi vừa nghiên cứu tại sao những thông tin từ những hình ảnh và từ mẫu vật chân á, xem một trong đó. Đúng rồi, thì cái museum này là không có bán vé và vô free. Vì dân nước Mỹ đóng thuế hết rồi nên bạn mình xài free cái này. Trẻ con thì mình khuyến khích những bạn trẻ và trẻ con nên đi tìm hiểu cái museum này, có rất là nhiều kiến thức và để học hỏi và để biết về lịch sử và nguồn gốc của những tự nhiên và những nền văn hóa trên toàn trái đất của mình. Okay. Bye bye. Tụi mình sẽ đi một cái museum vào trong một dịp khác, khám phá một chủ đề khác. Mình sẽ bật quý sau nha các bạn. Một lần khác. Bye.